À, lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á, thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm ba? Dạ chưa, em lúc mà Vẫn em là cưới sinh là viên thứ em năm vẫn tư là rồi. sinh viên năm tư. Tên là Nguyễn Thành Luân và em 31 tuổi. Em hiện là giảng viên của trường đại học. Rồi, còn cô dâu. Dạ, em tên là Đinh Thị My. Em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sinh dạ, viên vừa bao tốt nhiêu nghiệp tuổi là bao rồi? nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi. Trời ơi, 23 bên này 23 31. Ồ, thế thì cái chuyện tình chú cháu như thế nào? Dạ, em là sinh viên của trường. Thì ảnh là giảng viên cũng của trường đó mà cùng khoa với em. Hồi năm 2 thì ảnh ấy dạy em. Nhưng mà hồi lúc đó em nhìn ảnh vừa già, vừa xấu, vừa đen nữa. Rồi. Lúc đó là râu mọc dài đó nữa. Nhìn nói chung là không có cảm tình gì hết á. Bởi vì của nào trời, trời trao của đó. Nhưng mà anh suy nghĩ hoài, trong một cái giảng đường thì nó rất là nhiều sinh viên, tại sao không chọn những sinh viên khác để theo đuổi mà lại chọn cô sinh viên này? Lúc mới đầu thì em gặp bạn này ở trong lớp thì bạn hơi nhiều chuyện một chút. Ủa mặt này mà mặc nhiều chuyện hết trời. Trời ơi, trong lớp thì hơi nói nhiều nên em cũng chú ý, em nhắc nhở nên cũng có một chút ấn tượng. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa quen, tại vì tư cách là thầy trò thôi nên học xong thì thôi, lúc sau này mới gặp lại. Trong hoàn cảnh nào? Dạ, khoảng 1,5 năm sau á, mà hôm đó lại trời mưa nữa, xong ảnh đi trễ giờ dạy, em thì ngồi nói chuyện nguyên một đám bạn, tự nhiên ai không bắt bắt em ra là cầm áo mưa đội ra để dẫn ảnh qua bên giảng đường để dạy. Mà xui cái là 3 ngày liên tục của cái tuần đó đều trời mưa mà toàn là bắt em dẫn đi mà. Xong rồi em đi đòi trả nợ, ảnh mới nói là mai mốt tôi trả cô trà sữa. Thì ảnh chỉ mời lơi em thôi, nhưng mà em đòi thiệt, ngày nào cũng đi đòi đó. Như vậy là phải cảm ơn ông trời. Đúng chưa? Thầy chỉ định hay sao, là thầy đã ngầm là ngầm theo đuổi, ngầm để ý cô này rồi? Đúng không? Dạ không phải, tại vì lúc mà kêu làm tiểu luận hay làm bài á thì em cũng hay nói chuyện với bạn này. Thì lúc đó thân hơn. Thân hơn thì em nhờ bạn là thôi em mang cái áo mưa em dẫn tôi qua bên bên chỗ lớp để dạy, rồi em mang áo mưa về trả lại cho người ta. Bao lâu thì mới bắt đầu uống được thay bao đổi lần, đã uống được bao nhiêu lần, che được bao nhiêu cái áo mưa, thì cái cách thay đổi xưng hô cái chuyển từ thầy sang anh. Sau cái buổi trà sữa đó về thì hai người nhắn tin qua lại cũng được 2 tuần, thì anh đi từ thiện mới nhắn tin lời cái là bộ thầy quên em rồi sao. Cái ảnh mới điện cho em liền, anh kêu là tại điện thoại tôi lên nó không có sóng này nọ, tôi có mua quà về, mà ảnh mua 2 món quà ảnh thử em. Một cái là một cái móc treo xe bình thường thôi, còn một cái là có hình con trâu thì tên của ảnh. Cái ảnh mới đưa cho em nè, chọn đi. Cái đầu tiên là em chọn cái móc bình thường thôi, cái thấy mặt ảnh buồn buồn á, xong cái giả bộ suy nghĩ lấy lại, em lấy cái móc có tên của ảnh, cái anh mừng quá về tới nhắn tin tỏ tình với em. Tối hôm đó là bạn nhắn tỏ tình sao? Không, em cũng hẹn đi chơi rồi. Hai đứa ngồi cho công viên rồi kêu là thôi giờ tôi cũng lớn rồi, thôi nếu mà có tình cảm thì làm bạn gái tôi nha. Trời ơi, ghét không? Để hỏi hỏi thầy cái nè, rồi lúc đó có phải giấu tất cả mọi người không? Dạ có, tại vì thường là nếu mà học trò mấy thầy giáo là hay bị thị phi lắm. Nếu mà tới nghiêm túc thì không sao, nhưng mà tới kia rất là thị phi. Nên em cũng nói rõ với bạn là thôi quen nhau thì anh đi ăn uống hay gì đó thì đi xa xa chút, chứ tới trường rồi mất công mấy bạn sinh viên với thầy cô khác đồn lên rồi bạn học hành của bạn lại bị ảnh hưởng. Ảnh chở em đi học mà bịt kín mít luôn, xong rồi cái dục em ngoài trường cách 200 m, trời nắng chang chang mấy em đi bộ vô mồ hôi một kê đổ ra. Giả bộ chị xe đi vô. Dạ giấu tới khi cưới luôn chị. Giấu tới khi cưới luôn? Rồi dạ. Cưới bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng rồi. Thôi là tức là mới xì ra đây. Chưa được nửa năm luôn. Tới lúc mà em phát hiện thì các thầy cô mới táo quả biết. Dạ. Nhưng mà như vậy là thời gian là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là bạn mến? Dạ quen có 5 tháng rồi. Cũng đâu có gì giống ghê đó. Giấu có 5 tháng trời.
đúng không? Người ta giỏi, ta giấu mấy năm trời luôn, nhưng mà thôi cũng sao. Mà cái tình yêu của em với cô này á, thì nó có ảnh hưởng tới cái trạng thái của em khi mà dạy học không? Nhiều khi cũng có gì. Thí dụ mà lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á, thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm 3? Dạ chưa, em lúc mà em cưới là em vẫn là sinh viên năm 4, đang làm bảo vệ công văn. À, sao không chờ luôn mà? Mà tại sao không chờ cho tốt nghiệp xong rồi cưới? Tại vì thứ nhất là anh cũng lớn tuổi, anh xuống xin ba mẹ em. Thứ hai nữa là nhà coi á, thì cái ngày tháng đó thì được, cho nên là mới cưới luôn. Nói chung anh cũng nghiêm túc lắm, tại vì lúc mà anh mới tỏ tình với em á, là em chưa kịp trả lời là 2 giây sau là cầu hôn em luôn. Em ở chung với lại bên vợ hay là vợ ở chung với bên chồng? Dạ, vợ ở chung với bên em. Rồi mẹ của em là chắc là còn trẻ lắm phải không? Dạ, mẹ em hơn ảnh có 9 tuổi. Cái hôm bữa lần đầu tiên anh về nhà em chơi, cái em mới gạt ảnh kêu chị em á trên Sài Gòn mới xuống, em vô anh chào đi. Cái ảnh vô anh thao thao bất tuyệt xin mừng chị với em. Xong rồi tới lúc về em kêu là mẹ em á vô chào lại đi. Cái bắt đầu quê quá, vô chào lủi xe đi về luôn. Vừa về cái mẹ em kêu ê sao nó còn dạ anh tao đó vậy mày. Ủa vậy cha em có phải bằng tuổi với mẹ em không hay là? Dạ không, cha em hơn mẹ em 9 tuổi. Ý cha này là hơn mẹ 9 tuổi. 8 tuổi. À nó cũng xê xích 89 đó vậy. Dạ, có nghĩa là con rể với lại là bố vợ á. Dạ. Là một hệ đó. Dạ. Em với mẹ, tức là cái hoàn cảnh nó giống nhau á. Giống nhau số phận giống nhau. Cũng là 89 đó. Tại vì ba của em là một người đàn ông của gia đình á, nên là em lấy ba em làm mẫu mực để mà em chọn chồng của em. Thì thứ nhất là về ngoại hình thì ảnh ấy giống ba em, tính tình á thì khác trời vực, ba em thì chịu khó làm việc nhà lắm, còn ảnh ấy lười lắm. À bây giờ là đến cái chi tiết kể sau rồi đó. Cho kể luôn đi. Sẵn cái đà nè. Hồi lúc yêu em á thì hay xuống nấu spaghetti cho em ăn, hay là chở em đi xem phim, hay là đi chơi. Nói chung em thích đi đâu là đi hết á. Còn thôi bây giờ lấy nhau về á, là kêu anh ơi dọn giùm em cái chén ăn cơm đi, là không có thấy mặt mũi đâu hết á. Đóng cửa. Nhiều khi mà thấy em nấu ăn ở dưới á, ở trên đọc truyện, nhưng mà thấy em mà đi lên một cái là tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ. À, giả ngủ. Xong rồi hả, nhờ vợ nhờ là anh ơi lấy cái đồ hay là phơi cái đồ, cái là em lấy từ sáng tới chiều là còn yên nguyên luôn. Rồi còn gì nữa không? Thì tối ảnh ngủ thì ảnh hay ngáy nữa, mà em ngủ mình quen rồi mà ảnh ngáy to quá em ngủ không được. Cái em quay ngược cái đầu lại là chân của em là ở phần trên á, cái nhiều khi anh ôm qua anh ôm ngay chân của em, anh bật ngược lại để tật xấu của chồng mà đôi mắt rất là lúng liếng sung sướng vậy đó. Ôi tôi rất là hạnh phúc với những cái điều xấu của vợ. Thì chồng em là ngoài là dạ có, tại vì em là học dốt lắm, học dốt tiếng Anh với lại tin học dốt vô cùng luôn. Mà ảnh thì ảnh dạy tin với lại dạy tiếng Anh, nên là suốt ngày bắt em học là em thì em trốn rồi, cái xong mét mẹ em với mẹ em chửi em. Nói chung mỗi lần như vậy là em giả bộ em bệnh hay là em đau hay là em mệt hay gì đó em trốn hết. Làm lá yêu quá nghe, lá yêu chứ cắt tiền tiêu vặt của em, có nghĩa là em không đi học là cắt cái khoản đó cho nhịn luôn, không có tài khoản. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tao kể tội của vợ. Bạn này bạn nói nhiều lắm anh. Sao nói nhiều lắm, em nghe em nhức đầu lắm. À dạ, nhiều khi bạn có một vấn đề mà cứ léo nhéo liên tục. À, tới khi nào là mình làm mới thôi. Anh nhiều khi em la cho. Dạ. Còn cũng chẳng, bạn này khá là nhanh nhẹn với lại dễ thương. Chỉ có tập là hơi nói nhiều thôi. À, chỉ có nói nhiều rồi đúng không? Dạ. Hồi xưa quen nhau đó là ảnh hay rủ em đi Sài Gòn chung với ảnh đi dạy, rồi ngồi đó đợi ảnh. Sau này em mới biết đó là ảnh rủ em đi Sài Gòn là để cho em nói cho ảnh đừng có buồn ngủ. Tại nhiều khi em đi trên đường nhiều á, em hay mệt á, hay ngủ gục trên xe á, cái đó khá là nguy hiểm. Nên có bạn này đi và anh cứ nói chuyện như vậy, nhiều khi em không có ngủ được. Rồi, em mong muốn anh xã này của em á, là thay đổi gì? Em chỉ mong ảnh là hay phụ em việc nhà thôi. Tại vì nhiều khi mà em sống ở nhà em á, là ba mẹ em cùng làm, xong rồi cùng nghỉ rồi cùng chơi. Em thấy quen rồi, lên trên đây á, chồng em cứ nằm gác trên đọc truyện thôi mà. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là siêng học hơn chút. Bạn lười lắm. Nhiều lúc là em bắt học để nâng cao kiến thức rồi phục vụ công việc của mình thôi. Nhưng bạn tìm đủ mọi cách trốn không à. Bạn thầy có nghĩ rằng là do
bạn này phải làm việc nhà nhiều quá cho nên bạn ấy bị mệt, bạn ấy học không vô? Đúng là một vài lần thì đúng là như vậy, thì em không nói gì cả, nhưng vài lần là bạn ấy cũng nằm chơi thôi. Em bắt học thì bạn ấy giả bộ là ôi nhức đầu quá. Nhưng mà bạn này là đã tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ em vừa tốt nghiệp xong. Mà bây giờ chồng vẫn bắt học à? Dạ, tại vì cái chuyên ngành của em cần tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không cần học nữa. Ngộ lắm em, có những người có năng khiếu học mà có những người không có năng khiếu học. Dạ. Giống như về sinh ngữ, có người có năng khiếu sinh ngữ mà có người học hoài học cũng không có được nữa. Dạ. Cho nên rằng là em lựa đi, lựa cái đường để mà tìm một cái hướng phát triển tốt nhất cho cái người vợ của em để mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Chứ nhiều khi những cái người ta không thích mà mình ép cũng vậy. Rồi đâm khi nhiều khi ép nhiều quá sinh ra xung đột. Đó vậy thôi. Còn chị cứ biết thay mặt chương trình là chúc tụi em có một gia đình thiệt là hạnh phúc. Sau này nếu mà có thành viên mới thì sẽ là một khối gắn kết. Dạ em tiết lộ một cái điều bí mật là ngày hôm nay thì sáng nay em vừa mới phát hiện là mình có một cái thành viên mới. Ba mẹ là mong cháu lắm luôn. Đúng mới rồi. Hối cưới dữ vậy đó. Bạn này mới phải vượt rào mà cưới sớm vậy đó chứ. Anh vừa định chúc hai em thì em lại bật mí một cái tin vui như vậy. Thôi thì chúc thêm lần nữa, chúc cho em bé khỏe mạnh và chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và viên mãn và hạnh phúc này. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận và chị Hồng Vân xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, nhìn như là một cặp ca sĩ bước ra sân khấu vậy đó. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Giang Đức, 32 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên tiếng Anh, đến từ Bình Dương. Dạ, xin chào hai anh chị, chào quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phương Thảo, em 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và thiết kế về lĩnh vực thời trang ạ. Rồi anh đoán nha, trước đây là Thảo rất là dở tiếng Anh. Dạ đúng. Thế là tìm đến trung tâm của anh Đức. Và thầy Đức đang đứng giảng dạy và tia xuống, thấy con bé đẹp quá, thế là cua em, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời hay quá. Hay quá dần lên. Trời ơi, lần đầu tiên trong lịch sử vợ chồng son Quốc Tường nó đáng đúng anh đúng từng cm. Rồi bây giờ mời hai em tường thuật lại cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là em là giáo viên tiếng Anh, vì thế là vợ em cũng đến học. Trời ơi, vợ em hả, vừa đi vừa cầm cái hộp sữa cô gái Hà Lan mà nút. Trời, em ngồi trong phòng giáo viên em nhìn ra, trời, một vẻ đẹp ngất ngây, trời ơi, trắng lắm anh, làn da trắng bóc luôn, mà nhìn rất chi là tiểu thư luôn. Lúc đó em có nghĩ là cô này sẽ là học ở trong lớp của mình không? Không biết chắc là em sẽ dạy hay không. Thoáng qua thấy đẹp quá thôi. Dạ đúng rồi, phải tia trước chứ. Vô lớp mà thấy cổ thì lúc đó em sao? Rất là hồi hộp, bởi vì không biết làm cách nào mà tạo ấn tượng với cô ấy đây. Dĩ nhiên là em giỏi tiếng Anh rồi, em chỉ được cái nhiêu đó thôi đó. Nhan sắc là không có luôn, mà thủ đoạn là vô ý. Nên em tìm mọi cách lân la kiếm được số điện thoại của cổ. Bởi vì có cái danh sách tên của học của viên học đó, bắt đầu về nhắn tin nhắn đồ. Nghĩa là trong ngày hôm đó là có số điện thoại luôn. Dạ đúng rồi, chứ không thôi được thằng khách lượm lên. Ấn tượng của bạn chồng với bạn vợ là một phát ăn ngay đó. Có nghĩa là bạn ấy say đắm và bạn tìm mọi cách bạn chinh phục. Rồi còn Thảo thì sao? Còn ấn tượng của em là đầu tiên là ông bước vô lớp, em nói sao ông này ông giáo viên mà ông trẻ quá. Rồi trong khi dạy á, dạy thì lo dạy đi. Lo nhìn em không? Cứ tia em không à. Rồi bắt em trả lời hoài, đúng sai gì cũng kiếm chuyện để đánh em. Rồi lên bắt đầu là ấn tượng của em cực kỳ ghét ông này luôn. Trong khi em trả lời cũng đúng mà. Đúng ông cũng đánh, sai ông cũng đánh. Tại vì em mắc tội. Dạ. Tội đẹp. Dạ chính xác anh. Sau cái hôm đó về á, khi mà bắt đầu ảnh dở những cái chiến thuật, chiến lược để mà tiếp cận em á, cái đầu tiên của cái chiến thuật đó là cái gì? Dạ chiến lược của ổng đó là giả vờ nhắn tin nhầm số. Ghê chưa? Nhầm số gì mà hai ba lần vẫn còn nhầm. Xong rồi ngày nào cũng nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng mà nhắn cái gì? Nhắn cái gì mà xong dạ, mà xin lỗi cũng là cái số. Kiểu nhắn tin nhầm số rồi hỏi làm quen rồi em là ai. Em chán luôn, em chán không muốn trả lời luôn. Tới lúc mà gọi điện dữ quá em mới nghe máy. Em có biết cái bạn mà nhầm số là bạn bạn thầy không? Dạ em chưa biết, tại vì biết chưa luôn. Chưa biết gì đúng dạ, chưa biết. Tới 2-3 tuần sau mới nhận là tên là Đức, giáo viên ở cái trung tâm em đang học á. Khi em phát hiện ra đây là ông thầy Đức thì lúc đó như thế nào? Em thấy sao cái ông này ông kỳ ghê, ông lên lớp ông ghét em lắm mà. Ông cứ kiếm chuyện để ông đánh em mà sao ông nhắn tin em làm gì em thấy cũng ngộ. Đánh em? Dạ. Là sao? Là đánh cưng, về đánh cưng. Nè chị, đánh như vậy nè. Vỗ vai vậy nè mà đau lắm. Ông thầy này ghê thiệt á, tức là ông dùng thủ đoạn tiếp cận là da thịt đụng da thịt bằng cách là đánh trò.
mà đánh giày nè, có nổi điên không? Dạ. Đánh cái này giống như đánh vuốt đó em, đánh vuốt nè. Dạ. Xem dở vậy hả? Dạ. À, có một cái chữ đó là đúng không? Thầy ơi là thầy. Em có suy nghĩ rằng là ổng cua mình không? Lúc sau là em nghĩ rồi đó, tại vì ổng cứ nhắn tin kiểu tán tỉnh ve vãn á. Gọi điện cho em tới khi tới 2-3 giờ sáng vẫn còn nói chuyện. Mà cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt toàn là cái gì đâu trên trời không à. Ông có liên quan tới chuyện học hết á. Thường ông nào mới cua cũng nói vậy chứ. Dạ. Đủ thứ chuyện để nói chứ. Mà sau bao lâu á thì em bắt đầu có cảm tình với thầy? Dạ chắc cũng hơn 1 tháng. À, tại vì mới cũng lâu dữ á. Dạ. Hơn 1 tháng lận á. Ông mới nhắn tin cho em có 2-3 tuần là ông lúc đó lộ mặt rồi, là ông đã kêu hỏi em làm bạn gái ông rồi mà. Mà em đâu có chịu. Ông cũng nhây tới cùng, ông cứ hỏi hỏi hoài á, rồi em thấy chán rồi ừ đại coi sao. Dạ, để thấy ông cũng được, cũng quan tâm em dữ lắm. Mà đâu phải dễ làm bạn gái đâu chị. Đâu cái gian nan khó khăn của em. Nan lắm chứ đâu phải đơn giản. Nhà cũ là ở nhà lầu mà nó cao 3 tầng. Em đi dạy về thì 9:30 em mới về tới. Em lưng la em tìm được nhà cũ. Sau đó em gọi điện. Em chưa bao giờ vô nhà cũ cả. Tiểu thư không? Chồng họ duy nhất chỉ có một cô con gái thôi. Dạ. Nên là rất là cưng luôn. Bởi vậy là cô trắng bốc. Rất là tiểu thư. Dạ. Như vậy nước giải khát của cô là bằng sữa đó. Như vậy là cái hoàn cảnh của thầy là chuột sa hũ sữa. Dạ chính xác. Bố mẹ cũng khó, mà lúc đó cũng trễ rồi nên em không dám vô nhà được. Bắt đầu cổ đứng trên cái sân thượng á, cổ nghe điện thoại. Mà hai đứa cách nhau có mấy chục mét à. Nói là vợ á, một là yêu anh nha, không là anh xông thẳng vô nhà. Trời. Dạ đúng rồi, mà khuya rồi mà nên cổ sợ cũng phải đồng ý thôi. Sao thầy dạ. Có nhiều kinh nghiệm quá vậy. Thực ra thì anh biết không, em xấu nhưng em rất là có duyên. Em xấu nhưng mà kết cấu em không duyên. Dạ đúng rồi, cũng có nhiều người để ý. Cái gu của em là em thích những cái cô gái nào mà cái kiểu tiểu thư trắng trẻo sạch sẽ. Không biết thích ghê vậy đó. Nên em nhìn thấy cô này cái là tự nhiên là em giống như tiếng sét ái tình á. Em cái kiểu nào cũng phải cua cho bằng được. Cái kiểu như người Bắc nói là kiểu nào phải chén mới được. Dạ phải chén. Chén được bờ môi là vài tháng. Sau vài tháng thì cô thách em là giờ có dám hôn môi cổ không. Trời ơi nó sung sướng anh ơi. Mà cái lúc đó lạ đâu. Trên trường luôn mới ghê chứ. Trong lớp hay là trên trường? Ngay cái cầu thang thôi, cô chưa bước vô lớp. Dạ, cô kêu em ra là cô đưa cái bánh cho em ăn. Để em ăn giống như kiểu ăn tối. Cô cho em một cái bánh. Thì em mới hôn cổ ngay chưa được vô lớp nữa. Trên cầu thang? Dạ, ngay trên cầu thang là dứt luôn. Dứt lẹ không thôi người ta nhìn thấy chứ. Nhanh lắm, mà... chứ không là bị ăn tát của em rồi đó. Dạ, đúng chạy rồi. Mất tiêu luôn mà. Dạ, đúng rồi. Coi như là hung xong là chạy. Dạ, chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp bạn hơn chị hết á. Nhưng mà hỏi nè, tại sao em lại thách? Tại em thấy mà ổng thấy ghét quá, mà ổng cứ đòi đứng, ổng đòi hung em mà trước cửa lớp nữa. Người ta ra vô tùm lum hết trơn. Em nói ông dám không, ông giáo viên mà ông dám không. Em tưởng không dám ai vậy, ông làm thiệt cũng chạy mất tiêu luôn. Vài giây thôi. Em còn đang đứng ngỡ ngàng không biết chuyện gì luôn mà. Rồi đang nghe nè. Dạ. Trong cái thời gian rồi quen nhau á, em có ghen tuông gì không? Em ghen, ổng cũng ghen, hai đứa đều ghen dữ lắm. Ổng có mê gái không? Cực kỳ luôn anh. Cái tật mê gái là kinh khủng khiếp từ lúc mà vậy quen mà em tới bây giờ luôn. Mình em ra đó. Cái miệng vậy thôi chứ ra đường nha, lúc mà quen em á, chở em ngồi sau lưng, người ta đi ngang qua nhìn rồi, chạy khuất xa rồi còn quái cái đầu lại nhìn nữa chứ. Em tát cho một phát, vậy mà vẫn không sợ. Còn trai đẹp có nhìn không? Trai đẹp thì không bao giờ. Không thèm nhìn dạ. Trai. Với lại là chuyên đi like Facebook với lại comment dạo nhưng mà gái xinh đó chị. Nghĩa là vậy là kết luận là mê gái rồi chứ không phải là mê cái đẹp. Cái đẹp là khi nào đàn ông đẹp cũng phải nhìn cơ. Dạ. Bao lâu thì em mới cầu hôn Thảo? 5 năm, sau 5 năm. Thì em phải lựa một cái chỗ nào phải cao nhất để em cầu hôn. Chọn một cái tòa nhà cao nhất ở Bình Dương. Đó là một cái khách sạn 5 sao. Vào một cái ngày đẹp trời, mưa nhẹ rải rác. Dạ. Mưa nhẹ rải rác. Một cái ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Và cũng có em luôn. 8 tháng 3. Dạ, mùng 8 tháng 3. Ở trên sân thượng rất cao, gió lồng lộng. Và nhạc du dương nữa. Em biểu là chút xíu và em cầu hôn á, là bật cho em cái bài hát là Làm Vợ Anh Nhé. Sau đó rút nhận ra cầu hôn cổ. Lúc đó là cái kiểu như là tim muốn rớt ra ngoài luôn á chị. Tại mình không có nghĩ là sẽ cầu hôn ngay lúc đó luôn. Mà cầm cái nhẫn rồi em còn chưa tin là sự thật nữa mà. Cứ tưởng là mơ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Xong rồi sau đó là quyết định cưới đúng không? Dạ. Chuyển qua cái hôn nhân đi. Hôn nhân gia đình đi. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới nhau được 4 năm. 9 năm bên cạnh nhau đúng không? Dạ. Nếu vậy thì lúc mà về thì sao? Thấy thật xấu với nhau không? Hay là đã lộ từ trước khi về rồi? Thực ra thì vợ em nâng như nâng trứng á. Bởi vì em muốn vợ em luôn luôn phải xinh đẹp. Đẹp mọi lúc mọi nơi, ở nhà cũng phải đẹp. Nên là em cố gắng là làm mọi thứ có thể. Nếu mà trong khả năng của mình thì em giúp vợ hết. Bây giờ này,
chuẩn bị kể cái việc mà tật xấu của nhau thì ba ông phủ đầu. Phủ đầu. Sao mà bé vợ dám nói cái tật xấu của ông được? Em thôi, cứ nói đi em. Bây giờ Thảo hãy khui Thảo cái tật phải xấu nói của ông thầy này để cho ông tốt hẳn luôn. Bây giờ là ông tốt 90% phải không? Bữa nay khui luôn xong để ông tốt 100%. Bên ngoài thì mình cứ tưởng là tốt dữ lắm, nhưng mà ở chung rồi người ta nói là ở chung chăn mới biết chăn có rận á. Rận nhiều không? Vỡ mộng, rận bạc ngàn luôn. Dạ, tật xấu thì đàn ông mà có tật xấu gì là ông có hết. Ông chỉ có không rượu chè cờ bạc thôi. Ví dụ nhất là dạ cái vấn đề mà ở dơ á. Em nói ông này là ông trùm ở dơ luôn. Trùm nhìn ở bên, dơ luôn. Bên ngoài thì nhìn sạch sẽ bảnh tỏn vậy á, nhưng mà ở dơ không ai ở dơ bằng. Đồ mặc xong mà đem giấu cất hết, khẩu trang đồ, đến khi nào mà nó chất thành núi hết đồ xài mới đem ra cho em giặt. Mà mỗi lần vậy là em giặt muốn ngất xỉu luôn, quá nhiều. Mà lý do gì thầy giấu? Dạ tại vì mắc mớ gì giấu thầy? Tại vì em cũng thấy tội, bởi vì cứ giặt lắc nhắc mà bà cứ lục đà lục đục suốt ngày, trời ơi. Giặt tay hay giặt máy? Dạ giặt tay, ba sợ hư đồ. Bàn tay vợ em là xưa giờ là bố mẹ là không cho làm một cái thứ gì hết. Năm cô đến 20 tuổi cũng không đụng một cái thứ gì hết. Em bàn tay nó mềm xíu à. Mà giặt đồ thì em cũng sợ thương vợ, tổn hại nhan sắc một chút xíu. Dạ, em thấy em thương bằng lời nói thôi chứ không thấy hành động hết trơn. Rồi, ở dơ nè, hay giấu đồ nè. Dạ. Vui tiếp đi em. Trong cái chuyện ở dơ còn cái ở dơ hơn nữa. Ngủ, giật mình thức giấc, móc cứt mũi. Em nói ông này ông ngộ trời, ông móc cứt mũi rồi ông bắn đùng đùng lên trời vậy á. Rồi em tưởng đâu là thức rồi, nhắm mắt ngủ tiếp. Cái ở dơ kinh khủng khiếp nữa là ông có cái tật là hay xì hơi. Người ta nói là trời đánh còn tránh bữa ăn, mà em đang ăn ngon lành ông ngộ ông xì hơi làm em mất ăn luôn, ăn đâu còn thấy ngon nữa. Những người gì là khỏe lắm á nha. Dạ. Chứ còn nhiều khi không xì hơi người ta còn phải đi bác sĩ để mà ấn huyệt đặng cho xì hơi. Dạ. Nữa đó gọi là xì đam mê luôn á. Cố tình là cố tình vậy. Dạ. cố tình là làm cho nó to ra để chọc em mà. Dạ. Ông có thể ém được nhưng mà ông không thích. Mỗi lần mà ông xì trước mặt em là ông vui kinh khủng, còn hơn là trúng số luôn á. Tại vì nè, cái cảm giác á, nhìn thấy bạn đời của mình á, cái mặt mà nó đau khổ á, tự nhiên vui lắm. Chính xác, vợ em là chúa sạch sẽ. Mà bà cứ nghe một cái gì đó, cái tiếng xịt cái đó. Bà làm ghê gớm lắm. Bà làm giống như thế giới sụp đổ vậy. Đúng không? Rồi em khoái nha, em ghét nha, em càng ghét. Em cố tình ví dụ không ra em cũng nín cho nó ra, kiểu vậy. Kinh khủng khiếp. Tật xấu gì nữa nè? Dạ, thêm một cái tật xấu nữa là hay cằn nhằn. Mỗi lần mà ăn cơm á thì món nào ngon ông mới ăn, còn món nào dở là bữa đó là thế nào cũng có chuyện ông bỏ ăn. Rồi ông nói thôi ăn đại cho qua bữa, rồi canh thì ông nói húp đại miếng hồ cho xong cho rồi. Khổ như kế la thì cũng không la, nhưng tự tôi ăn cho xong qua ngày đoàn tháng xong. Dạ. Qua ngày đoàn tháng. Dạ. Chứ dạ, bây giờ quân thực không ăn thì đâu có sức mà đi làm. Dạ thương đó, quá. Rồi bây giờ ăn cô vợ thì nghe khó khăn. Tổn thương. Dạ. Có bây giờ tổn thương không? Dạ tổn thương lắm chứ. Rồi có thay đổi món lúc đó không? Dạ không, em kệ, không ăn, ăn thôi chứ tại em nấu cực khổ mà. Em nấu chăng là may rồi chứ. Đó, tại vì em còn công việc của em nữa mà, em còn chăm con nữa. Đúng rồi. Với lại ông khôn lắm. Đồ nào mà buổi trưa ăn còn dư á, là buổi tối ông không bao giờ ông ăn. Ông để cho em ăn cái đồ cũ, còn ông ăn đồ mới thôi. Ông ăn trên đầu em không à? Trời ơi. Ăn trên đầu đâu. Thực rồi. Ra vợ em là nấu ăn cực kỳ ngon. Dạ nhưng mà ví dụ như có ngày nào mà hết đồ trong tủ lạnh mà không có có mua kịp thì ăn cái kiểu như ăn những cái món đơn giản á. Thì cũng em hay chọc là thôi gắn ăn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thực ra em cũng dứt mấy chén chứ dễ gì mà em tha nổi. Giả bộ nó đẻo vậy thôi chứ. Dạ. Mà vẫn ăn chơi đúng không? Dạ. Trong tất cả những tật xấu này thì em mong muốn anh thay đổi cái gì? Chắc là cái tật hay cằn nhằn á. Tại vì ông hay nhằn em dữ lắm. Ví dụ như khuya em cho con uống sữa, nó khóc ông cũng nhằn, ông không ngủ được ông cũng nhằn. Em dậy sớm em rửa chén ông cũng nhằn. Mấy cái suốt ngày lục đà lục đục ông ngủ không được. Em làm nhiều cũng nhằn, em quét nhà nhiều cũng nhằn. Ông nói sao nhà giờ tối ngày quét hoài à. Ông khó chịu lắm. Nhưng mà không bao giờ ông phụ em đâu. Khi nào mà em nổi cáu lên á, em sai 2-3 lần á, mới phụ em đứng xíu. Mà làm cho có qua loa qua quýt thôi, chứ không phải là làm kiểu nhiệt tình. Làm cho qua ngày đoạn tháng đó. Dạ, qua ngày thôi. Rồi bây giờ tới thầy đó, thầy phán pháo là đi. Là gỗ có bị bệnh, giống như cái bị bệnh sạch sẽ quá đó. Ví dụ như trong phòng sạch sẽ, sạch tưng à. Đi mà nhiều khi là muốn trượt té được luôn, là nó quá sạch kinh kích luôn á. Trưa 12 giờ hoặc là đứng bóng 1 giờ không chịu ngủ đâu. Rồi lôi mấy cái giấy khăn ướt ra, lấy cái chai mà xách quẩn tay đó. Chà, trời, mà chà từng ô gạch luôn, trời, ở đâu mà kinh khủng khiếp. À, nhiều khi 9-10 giờ đêm mà ngồi bà cũng lao vậy đó. Ai chịu nổi, vì em cứ muốn là nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng cứ lục đà, lục đục. Cô ngồi im, cô chịu không nổi. Cô phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia, cô làm, cô bóc mới ra cô làm. Cô xếp đồ, xếp đạt. Nhiều khi trong tủ nó gọn gàng, nắp vậy, cô cũng mới ra cô xếp. Rồi, tiếp tục. Cái tật xấu cũng mắc cười nữa, ngày nào cũng nghĩ, trời ơi, sao mình không trúng số trời. Mà có mua vé số không? Có bao giờ mua vé số đâu.
gì hả? Đó mới là vấn đề. À, ngày nào không đi đâu? Dạ, cho con trúng số hả? Này trời lại phật mời tám phương chín hướng cho con trúng số mà có đời nào mua vé số đâu. Dạ, dạ, dạ. Ở nhà đó là giữa con với chồng thì là cổ chăm bạn nào nhiều? Cô dành thời gian quá nhiều cho con. Em chỉ mong đợi là phải cố gắng chăm sóc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi. Thì con rồi nó cũng sẽ lớn thôi. Không lớn thời điểm này thì dần dần nó cũng tự lớn theo thời gian thôi. Không cần phải chăm sóc dữ lắm đâu. À, để cho nó lanh lê bò lết vậy, nhiều khi mà nó cũng khỏe hơn, nhiều sức đề kháng hơn. Cứ lặt lục đà lục đục chăm con thôi. Em thấy là rất là bé tội. Là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 11 tháng. Rồi em có chạnh lòng khi mà chăm con quá rồi bỏ em qua bên vệ đường không? Có chứ. Dạ. Giống thương, như em là cám mà để đó mà heo không được ăn đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Trời, sao có thể giải thoát được chuyện này đi ta? À. Tại vì ổng đi dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối em mới về. Mà ổng về ổng đâu quan tâm gì tới em đâu. Ổng cứ nằm ổng bấm điện thoại suốt. Em nói là chuyên comment với lại like dạo mà. Lên là có ai đẹp là like với comment thôi, đâu có quan tâm điếp xỉa gì em. Đó thấy chưa? Em phải lo cho con thôi. Đó thấy chưa? Có lý do nha. Khúc mắc là chỗ này nè. Bây giờ muốn heo mà muốn ăn cám á thì làm ơn đi, phải đi tìm cái bể cám đó. Rồi phải hít phải hửi coi cám có thơm hay không. Đúng đẹp rồi. Như thế nào rồi mới được ăn chứ. Chính như vậy mà giờ cám trở thành cô gái lau gạch. Rồi em có mong muốn thay đổi gì không? Hy vọng là giờ em cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân với lại chăm sóc chồng hơn. Chứ để dành cho cái thằng nhỏ nó chiếm hết sao làm ăn gì được. Đúng rồi, nó chiếm hết. Tỷ lệ làm ăn bây giờ là tính theo tuần hay theo tháng? Hiện tại bây giờ thì bé nó cũng lớn rồi. Dạ nên là cũng theo tuần á. Dạ. Theo tuần là em còn hạnh phúc. Dạ. Có những người đờn ông á là còn phải tính theo tháng, thậm chí là theo quý nữa. Quý luôn á. Nói chung là tuần là được rồi. Dạ. Với cái 11 tháng như vậy là chu kỳ theo tuần là ok rồi. Dạ. Để cho con nó cứng cáp chút xíu nữa rồi mới đi học. Dạ. Nhất cũng là cải thiện được rồi đó. Dạ cũng cải thiện rồi được rồi mà. Mà mới có em bé nó bỡ ngỡ nên nhiều khi là nó bị áp lực kinh khủng khiếp. Kiểu giống làm thế nào mà giải thoát được đi trời. Đôi vợ chồng quá đẹp đôi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Cảm ơn anh chị nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân, hiện tại em là nhân viên check-in của hãng hàng không. Hiện tại em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi. Em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay, em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ làm đồng nghiệp thôi chứ cũng chưa có nghĩ gì hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Vậy tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng rồi cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm rồi yêu nhau 6 tháng. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay không có yêu. Dạ, không có yêu. Bạn bè à? Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với là chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết. Nhưng mà lại mời em đi cà phê, rồi tỏ tình với em. Ủa, bạn cái đấy là nó nhanh đúng không? Dạ không, tại vì trong thời gian trước đó 3 năm á thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này thấy vợ em lại cũng có trục trặc, lại có một hoàn cảnh y chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì đây là cơ hội của mình. À vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cách đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ thực sự em hoang mang tột độ luôn, tại vì em không em, nghĩ ra em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh á là thôi anh làm em sợ quá, em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được, cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Nghe nói thì lúc đó em giận lắm. Giận đúng không?
em đập bàn xong em lấy xe em đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe đi về. Đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hệ liên lạc luôn. Quế đúng không? Cái sau 3 năm cái một cái buổi là tiệc họp mặt bạn bè. Lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái dắt bị gài. Nếu như thực sự là có gài không hay là vô tình? Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh? Là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Dạ. Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lôi anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm. Tại vì em khó chịu lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi kì. Ủa nhưng mà bên này chưa kịp trở tay luôn là sao? Dạ, đang nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy thấy vậy em đưa đưa môi lên lại em tới luôn. Tới liền chứ. Hả, tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng rồi. Từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng rồi. Từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới? Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa. Nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn, đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Nhưng lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Em cũng lớn gặp tuổi một nàng rồi. Dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè, cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải em nói dạ. Làm rầm không làm rầm dữ chưa? Dạ, hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương. Xong là lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết. Nó như nếu bằng tay vậy. Lật tay vậy. Lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà dụ? Cụ thể đó. Dạ, ví dụ như là rất là dữ lắm, đánh chồng như là con vậy. Được luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn á là ha, em đứng dưới đất thì vợ nhảy lên giường. Chống nặng nách dạ. Sao? Xong rồi là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa không tưởng tượng. Đồ ở trong phòng thì quăng xuống qua cửa sổ, máy tính, tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng thôi. Quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa? Hai bạn ở đâu? Ở nhà? Mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em? À. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc là... nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi. Nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ dậy mà đồng hồ reo thì reo ảnh ngủ à. Chứ anh nếu mà vậy thì đi trễ. Xong em hẹn tới 3-4 lần luôn. Vậy thôi là em xách vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày cái em nói ảnh là anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo để đừng để em thức dậy. Em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thăm quần như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà ảnh không dậy luôn. Em tức quá, 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Rồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ thôi kệ ngủ luôn mai vậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua năn nỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền. Đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ ảnh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? 3-4 lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy lần đi về nhà lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai em add fan lại mấy cái con người yêu cũ em ra hút.
rồi. Dạ sao? Em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết, là xem like bao nhiêu hình gái, add friend bao nhiêu. Trời, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ. Em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add friend? Gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add friend. Cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra, sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em, chồng em không nghe. Cái cũng add friend gái lạ. Rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn. Laptop bay, điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về một tháng luôn á chị. Thôi bây giờ lỡ là kể luôn lần thứ ba đi. Để ông này kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Cứ để vợ đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ em không thích. Vợ nói là cái tóc cắt như cô hồn đó. Sợi sẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm anh cắt tóc này kia, em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi, bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không ý mình nữa. Cái xong rồi tức quá em chào ba mẹ vậy, em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Là đòi mấy lần rồi? Ba lần. Coi như ba lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là ba lần đòi ly dị. Có lần nào ký không? Dạ thì lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá. Nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giảng hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh mà sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm giờ hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy. Dạ, sẽ rồi bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, tụi em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là đòi ly dị, cãi nhau là đòi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi, chị hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy chính xác là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm, cưới lần thôi. Cực quá mà. Giờ chị thấy như vậy nè. Vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng. Thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan, về con cái, về cuộc sống, về kinh tế đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà, chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ cái này là quay behind the scene. Là sau khi qua chương trình xong, cái này chỉ là phỏng vấn phía sau trường thôi. Dạ. Cho nên là mình gia đình mình cứ thoải mái nha. Dạ, dạ. Dạ, xin chào ạ. À, mình có thể giới thiệu sớm về gia đình mình không? Mẹ nói trước đi. Giới thiệu thế nào ạ? Dạ, ví dụ như là tôi tên gì? Vâng. Dạ, tôi đến từ đâu? Vâng. Cô nói nha. Dạ, dạ. Vâng. Cô tên là Nguyễn Thị Như Huyền, đến từ Nghệ An. Năm nay cô 60 tuổi, là giáo viên mầm non đã về hưu. Em là
Trương Thị Huyền, năm nay em 28 tuổi và cũng đến từ Nghệ An ạ. Dạ, xin chào hai mẹ con hôm nay đến tham gia chương trình, là không biết là mình tự đăng ký hay là có ai mời mình đến nha? Em thấy hình như là chương trình mời. Dạ. Rồi, vậy cảm xúc của hai mẹ con thế nào khi mà được mời tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu? Rất hồi hộp ạ. Rất hồi hộp và lo, nhưng vào đây thì thấy cũng không đáng lo lắm. Thì gia đình mình là từ ngoài Nghệ An bay vô đây luôn hả? Dạ. Bay vào sáng hôm qua. Rồi, thì khi hồi nãy ghi hình thì coi như là gia đình mình được gặp anh Linh nè, cũng như là ở trong nhà, thì cảm xúc của gia đình mình sau khi ghi hình như thế nào ạ? Dạ, thấy rất là vui ạ. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là những câu hỏi vui ha. Dạ. Rồi, hai mẹ con ở nhà có thân nhau không? Hai mẹ con ở nhà thân nhau ấy, như chị em á. Để như là làm gì cũng làm chung với nhau ấy. Vâng, làm chung. Rồi, có đi nhậu chung không? Có, thường xuyên đi ăn chung. Có món gì ngon là ba mẹ con đi ăn chung, cả nhà đi ăn chung. Vâng. Rồi. Nếu có thể dùng 5 từ để diễn tả về con dâu của mình thì con sẽ nói như thế nào? Con dâu tuyệt vời ạ. Cô hãy kể 5 tật xấu của một dâu, nếu có. 5 tật xấu. Tật xấu cũng không có tật xấu gì cả. Chỉ có là tuyệt vời, chỉ có là ngủ dậy hơi muộn thôi, để dậy sớm mà ăn sáng cho đúng giờ cho nó khỏe mạnh, thế là được. Rồi, còn con dâu thì hãy dùng 5 tính từ để diễn tả cho mẹ chồng. Mẹ chồng rất là đẹp, tâm lý, tình cảm, rất là vui tính. Dạ. Rồi, thì thường ở nhà nếu như có tranh cãi giữa con dâu và con ruột thì cô sẽ bên ai? Lúc nào mà hai vợ chồng mà tranh cãi thì cô lúc nào cũng bên con dâu. Con dâu giống như con gái của mình đấy, mình cứ bên con dâu mình đã. Rồi khi ấy thì lại dạy bảo con trai sau. Rồi ở nhà em có hay cãi nhau hay là có xích mích với chồng không? Gọi là hai vợ chồng cứ hãy trêu nhau thôi, chứ gọi là cãi nhau nhiều đến mức mà phải để mẹ can thiệp thì cũng ít ạ. Chưa có đâu. Dạ. Rồi, rất cảm ơn phần chia sẻ của hai mẹ con. Dạ. Cho gia đình luôn tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui. Cũng dạ. Đi chơi chung luôn với nhau nha. Dạ. Vâng. Dạ, chào anh. Chào. Chào mọi người, mình tên là Tài, năm nay mình 35 tuổi. Đây là vợ mình tên là Vân, cũng bằng tuổi mình, cũng 35 tuổi. Rồi, chào hai bạn ha. Thì không biết hôm nay sau khi ghi hình chương trình, cảm xúc của hai bạn như thế nào? Cảm xúc mình thấy cũng gọi là vui. Hồi hộp một xíu. Rồi, ngày hôm qua khi mà chương trình gọi điện mời hai bạn đi thì hai bạn có lo lắng, hồi hộp hay là sợ không? Hồi hộp thì cũng có hồi hộp mà cũng có lo lắng. Không biết mình lên đó mình có nói là nó đang lưu loát được không, hay là mình lại câm lặng. Rồi được biết là Tài có sở thích là hay chơi cosplay, rồi ở gì ta, chơi cái một airsoft đúng không ta? Súng ống đó, wargame. Wargame, ok. Rồi thì không biết là vợ mình có chung sở thích với mình không? Không, giờ mình không chung sở thích, nhưng mà đồng ý cho mình chơi. Trời ơi. Được, cho chơi là vui rồi, chứ giờ cấm là bắt nha Tài. Ok. Rồi em, khi mà em quen chồng em thì em biết cái sở thích của chồng em như vậy thì em có cảm xúc gì không? Em thấy bình thường. Kiểu như tối đèn ngủ tưởng như thấy vậy, mà có vẻ thấy ông nằm nguyên bộ đồ cầm cái sách quay lại em sợ không? Dạ không. Quen rồi hả? Dạ. Cái đấy bố cũng một thời bên quân ngũ nên là cũng quen cái cảm xúc đó. Rồi ở nhà có bao giờ mà hai ngày chồng cầm súng bắn lại không? Có cầm súng bắn ấy thôi chứ không bắn lại bắn nhau. Có.
cầm súng lên phang thôi. Giờ thí dụ như là Tài đi off, lâu đi off thì nọ là có nhắc nhở đi theo không? Cái này là chắc phải có rồi, nghĩ sao bỏ được trời. Đúng rồi, sao, sao nhớ đâu. Đi, cái remote này là kéo theo miết à. Chứ giờ không dắt bà đi, bà nói là đi chơi với gái. Đúng rồi, đúng rồi, mới công ghen này nọ nữa. Trong khi mình đi, mình chơi với mấy cái súng, mình đâu có đi chăm của mình. Đúng rồi. Rồi, Tài hãy dùng 5 từ để diễn tả gì vậy? Hai nè, rồi lông nè, rồi... công canh nè, đúng rồi, gì nữa ta, gọi là quăng nè, rồi dễ thương, ừ dễ thương. Ủa sao phải để nhắc cái đó? Có dễ thương, chưa nghĩ ra, chưa nảy số, giờ mới nảy ra rồi đó. Rồi, thì giờ hãy dùng 5 từ để diễn tả về cặp mình. Nhây, lầy, ngang, gì nữa ta? Có là ừ. Nói nhiều. Hiền, nhiệt tình. Rồi nhiệt tình, ổ điếc rồi. Nhiệt tình. Nhiệt tình. Đúng rồi, chứ chồng em là thấy nhiệt tình lắm, chơi chung với nó giờ biết. Rồi, thì không biết cái từ lúc quen nhau cho đến sau khi cưới thì có lúc nào Tài làm cho em buồn không? Có. Đi chơi không hề nói với vợ. Rồi buồn mấy ngày? Buồn 2 ngày. Rồi buồn 2 ngày rồi anh Tài làm gì để dỗ em? Thì để cho nói. Ngồi năn nỉ và... Ngồi năn nỉ và dụ đi kêu thôi đi dạo đi. Chở đi dạo quanh là hết nhận. Rồi Tài bây giờ hãy nói ra cách tốt nhất để có thể dỗ vợ mình khi mà vợ mình giận. Hay chở đi dạo không mà năn nỉ thôi chứ sao bây giờ. Thì có cách đó là mới xui xui là thôi chứ không à. Đúng rồi. Hỏi mua Trời ơi, khô cằn lắm. Không biết ga lăng đâu. Giờ biết mua gì, mua cái gì. Giờ người ta cầm tiền hết trơn còn gì đâu mà mua. Ngày xưa thì muốn mua gì mua đó bạn. Đúng rồi, xưa muốn mua gì mua giờ. Còn bây giờ sao bạn? Giờ muốn mua gì xin vợ. Rồi bây giờ mình hãy nói một câu mà mình hay dùng nhất để xin vợ mua gì đó. Ê, vợ anh đặt cái đó rồi đó, anh trả tiền. Anh đặt cái đó rồi đó, anh trả tiền. Ê, tí nữa người ta giao em không lấy là anh mất uy tín là ăn phốt đó. Thế là trả tiền thôi. Nghe được không? Ok, rồi cảm ơn hai bạn nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Chào.